Cổ phần doanh nghiệp là một trong những loại xếp đầu bảng và đấy là lý do tại sao các tỷ phú trên thế giới, các tập đoàn lớn là rất thích đầu tư khởi nghiệp. Các bạn đang xem chương trình sắc tăng thương vụ bạc tỷ, các bạn có xem không? Đấy, các nhà đầu tư ngồi dưới đầu tư đấy chính là đầu tư khởi nghiệp đấy. À, chúng ta bắt đầu nói về các công cụ. Thì công cụ số 2 ở đây là đầu tư chứng khoán. Rồi, thì cái công cụ này ưu điểm là gì? 5 triệu cũng thi đấu được, 10 triệu cũng thi đấu được đấy chứ ạ. đấy và nhiều người thì lại coi chứng khoán là cờ bạc, Sai bét rồi. Bạn cần phải thay đổi cái niềm tin mới của mình. Rồi tôi cũng có thể giống như bạn đây, tôi chia sẻ bạn câu chuyện của tôi luôn. Ngày xưa không có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, ai cũng như vậy thôi. Mới vào đầu, đấy. không được ai dạy dỗ hướng dẫn gì. Rồi tôi đầu tư 300 triệu đồng, cách đây khoảng mười mấy năm. Đấy, lúc mình làm kinh doanh, đấy. Ê, mình khởi nghiệp, mình kiếm được tiền đầu tư vào chứng khoán. Thả vào 300 triệu Bạn biết không ạ, sau đó nó chuyển về 30 triệu Rồi. Mình chả Biết gì về đầu tư cả Thế thì thì từ 300 triệu về 30 triệu là bạn bạn biết là mất bao nhiêu phần trăm không Mất 90 phần trăm đúng không đấy. Thế thì, thì nhiều bạn à, Tôi chia sẻ với bạn là à, Và người ta nghĩ là ô chứng khoán chỉ là cờ bạc, chỉ là lấy từ túi của người này sang túi người kia à, Tuy nhiên tôi chia sẻ với bạn đấy có thể là một cái niềm tin sai lầm Tại sao như thế À, khi bạn gặp cái thất bại thì cái bài học là như này bạn cần phải học hỏi nó bạn phải rút kinh nghiệm rồi à, sau cái thất bại đó thì tôi bắt đầu là tôi bắt đầu thấy là không được rồi không có kiến thức không có kiến thức kiểu này thì 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 nếu mà có kiếm được tiền nó cũng chỉ là ăn may thôi đấy và tôi bắt đầu học hỏi tôi bắt đầu nhờ những người chuyên gia tư vấn và sau đó thì tôi nhờ chuyên gia đầu tư hộ tôi luôn thì tôi chia sẻ với bạn đấy là lý do tại sao mà sau đó thì tôi đầu tư vào chứng khoán tôi uh, sở hữu công ty trên sàn chứng khoán mình trở thành chủ tịch sở hữu 78% cổ phần của công ty, thì tôi chia sẻ với bạn bài học này quan trọng là cái cách bạn đứng lên sau những thất bại, đấy chưa? Nếu như bạn đã gặp thất bại, bạn có rút ra được cái bài học gì không và bạn có ghi vào cái sổ thông thái của bạn không? Ví dụ năm bài học sau cái thất bại đấy, Thế nhiều người người ta gặp sai lầm nhưng người ta không rút ra bài học, rồi bao nhiêu bạn đồng ý là bạn cần phải rút ra những cái bài học sau thất bại rồi? Thế, uh, chứng khoán tôi vừa nói rồi nha, ưu điểm này một ít tiền cũng đầu tư được, số 2 đòn bảy không? Đòn bảy tốt. Được chưa? nhiều mã cổ phiếu cho phép bạn đánh gấp 2, gấp 3 tài khoản. Được chưa? Bạn có một đồng đánh thành 2 đồng, 3 đồng. Rồi. Chứng khoán ưu điểm gì? Ăn tiền theo ngày, có thể tính theo phần trăm trong ngày. Đấy chưa ạ? Cần tiền thanh khoản, bán phát có tiền ngay. À, ngày mai một số bạn sẽ nghe chuyên đề chứng khoán chia sẻ trong vòng 3 tiếng. À, từ một bạn bạn ấy cũng có một cái công ty khoảng độ 150 tỷ tiền tươi thóc thật nhá đấy, chưa? Và bạn ấy cũng đầu tư bất động sản Bạn ấy cũng học của tôi về bất động sản Và ngày mai các bạn sẽ được nghe một chuyên gia chứng khoán Và bạn đầu tư bất động sản như thế nào Gần đây bạn ấy cũng mới khoe với tôi một vụ đấy, Mua vào bán ra lời khoảng 7 tỷ thôi đấy. Thì tôi nghĩ là nhiều bạn à, Bạn cũng cũng uh, Phải để ý chứng khoán Tại sao nhiều người làm bất động sản Phải đầu tư chứng khoán đấy. Nhiều người ta không hiểu đầu tư chứng khoán là cái gì Em chỉ chơi bất động sản thôi Nó an toàn và ổn định Thì đấy là một sai lầm Trong nhiều trường hợp tôi chia sẻ với bạn là như này khi bạn chỉ biết về bất động sản thì giống như bạn chỉ biết một quân cờ rồi mà bạn không nhìn thấy cả cái bàn cờ đầu tư chứng khoán nó sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về kinh tế vĩ mô Đấy, bạn bắt đầu đọc các cái bản báo cáo tài chính của rất nhiều cái công ty bất động sản bạn biết các tập đoàn lớn về bất động sản nó sắp làm ở đâu nó triển khai cái loại gì xu hướng sắp tới nó đi đâu bạn hình dung vào này không ạ bạn sẽ hiểu về kinh tế vĩ mô các chính sách mới của nhà nước Đấy, nó ảnh hưởng rất nhanh đến thị trường chứng khoán Khi bạn tham gia thị trường chứng khoán Bạn bắt đầu cập nhật đọc tin tức Đấy. Và khi mà bạn có một cái góc nhìn nó rộng hơn Thì bạn giống như là nhìn thấy cả cái bàn cờ Chứ không phải bạn chỉ dí mỗi một cái quân cờ Mua bán cái mảnh đất ở cái khu nhà bạn Bạn hình dung vào này không ạ Rồi xin mời anh em comment vào ô chat Nhìn thấy cả cái bàn cờ Được. Chứ đừng có mỗi một quân cờ cứ dí mãi nhé Mua đi bán lại cái mảnh đất ở cái khu nhà bạn Rồi đấy lý do tại sao chúng tôi đã từng đầu tư ở Phú Quốc, ở Vân Đồn, ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Đồng Nai, đấy chứ ạ, ở Hòa Bình, đấy. chúng tôi đầu tư ở rất nhiều nơi. Đấy. Tại sao? Bởi vì ấy, là bạn cần phải học cái cách nhìn thấy cả cái bàn cờ, không nên chỉ tập trung vào một quân cờ. Đó. OK. Thế này Câu hỏi tiếp theo này, tôi hướng dẫn tiếp này, làm thế nào để tham gia thị trường chứng khoán luôn? Tôi hướng dẫn cho bạn ở đây bao nhiêu bạn muốn học không? Nám nào lập tức có kiến thức về chứng khoán luôn Rồi Bạn muốn học không? Tôi hướng dẫn cho bạn luôn này Rồi Rồi nhé, trưa nay mở tài khoản chứng khoán cho vào 5 triệu đồng đánh luôn Bạn Hình Dung ạ Nói chung cứ bỏ tiền ra cái thông minh ngay Rồi. Còn đứng ngoài còn lờ vờ lắm, không hiểu vấn đề đâu Rồi, Rồi. Comment vào ô chat đi ạ, bỏ tiền cái thông minh ngay Rồi. Bỏ tiền một cái bạn tập trung ngay bỏ tiền một cái bạn sẽ tập trung bạn nhìn các chỉ số xanh đỏ tím vàng ngay trưa nay nhá tranh thủ mở tài khoản được chưa rồi một số ông cứ hỏi dạo này thị trường chứng khoán như thế nào bạn cứ bỏ ra 2 triệu 5 triệu 10 triệu nhé thông minh ngay rồi và một số bạn thì không nên tư duy là chứng khoán là cờ bạc khi bạn mà đầu tư chứng khoán giống như bạn mua cái cổ phần của một cái công ty và cái công ty đó nó đang đem lại cái giá trị cho xã hội À, ví dụ nó tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời nó đang phục vụ xã hội nó cống hiến xã hội thì bạn đang góp một cái phần công sức của bạn đấy, để giúp cho công ty đó rồi đấy. Thế thì, thì thì nó chứ không hoàn toàn là cái câu chuyện là cờ bạc là chuyển tiền từ túi người nọ sang túi người kia đấy. tuy nhiên thì theo tôi sẽ nói thêm cái câu chuyện là chọn công cụ nào đấy. nhưng về cơ bản bạn hiểu ở đây chứng khoán nó có những cái ưu điểm như vậy tiền ít có thể đầu tư được hai hiểu về kinh tế vĩ mô và nó sẽ giúp cho bạn tất cả những cái hoạt động khác hiệu quả hơn bao gồm cả đầu tư bất động sản rồi một cái nữa ở đây có bao nhiêu bạn muốn gặp tỷ phú đô la không các bạn có muốn gặp tỷ phú đô la không ở việt nam này trên bảng chứng khoán uh, uh, trên uh, uh, bảng xếp hạng chứng khoán việt nam chỉ có đâu đó khoảng 6 tỷ phú đô la thôi Đấy. gặp tỷ phú đô la có khi là có khi cả đời nhiều bạn không gặp được luôn thế thì thì nám nào để gặp tỷ phú đô la nó rất là dễ thôi bạn có muốn gặp anh phạm nhật vượng không rồi Cách làm như thế nào Rồi Mua cổ phiếu của tập đoàn đó Đấy chứ Và bạn sẽ có cái cơ hội đi tham dự đại hội cổ đông Đại hội cổ đông Bạn sẽ nhìn thấy được thần tượng của mình Rồi Đấy là lý một cái lý do nữa cho nhiều bạn đi đầu tư chứng khoán Đấy chứ ạ Rồi Thế và tôi nhắc lại cái bài học quan trọng nhất ở đây với nhiều bạn là có một cái góc nhìn là cả cái bàn cờ rồi thay vì là chỉ dí một quân cờ thôi và tôi chia sẻ với bạn là nhiều người tại sao họ tiến lên được tài sản hàng ngàn tỷ đồng bạn biết tại sao không rồi nhiều doanh nghiệp sau này phải hiểu được câu chuyện này như này họ tiến lên tài sản bởi vì cái giá trị công ty của họ tăng lên cái công ty của họ giá trị tăng lên là 5.000 tỷ, 10.000 tỷ thì tự nhiên là họ có 20% hay là 50% cổ phần thì lập tức là họ sở hữu hàng nghìn tỷ đồng. Nên nhiều bạn nếu bạn muốn làm doanh nghiệp đạt được một cái thành quả nào đó lớn thì một trong những việc bạn cần làm là đưa công ty lên sàn chứng khoán. Một trong những con đường có thể đi. Có nhiều con đường để đi. Nhưng nếu bạn đang xây dựng một cái doanh nghiệp thì một trong những con đường để sở hữu những cái tài sản lớn là có công ty ở trên sàn chứng khoán. Đó. Ok Thế công cụ số 2 nhá Nhược điểm là gì Nhược điểm là gì Ở đây bao nhiêu bạn muốn biết nhược điểm nào Bao nhiêu bạn muốn biết nhược điểm comment vào ô chat Rồi. Rồi Thị trường đi lên và đi xuống Thì nó sẽ như thế nào nhá Thị trường nào cũng có đi lên và đi xuống cả Tôi chia sẻ với bạn này như thế này, bạn hiểu nôm na như thế này Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nằm trong thành viên hội đồng quản trị chẳng hạn Tôi ở bên ban giám đốc chẳng hạn Đấy. trong đầu tư nó tách làm hai loại nhà đầu tư bên trong và nhà đầu tư bên ngoài nhà đầu tư bên ngoài là các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đấy sẽ cố gắng tìm hiểu để bên trong nó đang xảy ra cái chuyện gì giống như bạn đang ở ngoài hàng rào cố gắng kiễng chân vào nhìn bên trong nó sắp làm cái gì ấy. bạn hình dung vào này không ạ thế thì thì theo bạn là nhà đầu tư nào có lợi thế nào ông bên trong hay ông bên ngoài nào rồi không có đúng không có sai đấy ạ rồi tất nhiên là nhà đầu tư bên trong rồi những cái người mà ví dụ như người ta nằm trong công ty người ta là ban giám đốc người ta là hội đồng quản trị người ta biết là sắp triển khai cái a sắp triển khai cái b đấy, sắp có báo cáo là lợi nhuận là như thế này vân vân thế thì thì tôi chia sẻ với bạn là tất nhiên nhà đầu tư bên trong thì thường có lợi thế hơn và nhà đầu tư bên ngoài thì không có lợi thế bằng đấy. thế thì một số anh em thì đấy lý do tại sao mà nếu bạn là nhà đầu tư bên ngoài thì bạn sẽ khá là bất lợi và làm nào? Bạn bắt đầu phải tư duy làm nào để có những cái mối quan hệ của bên trong. Rồi. Ok, à, bao nhiêu bạn đồng ý? Rồi, cái câu chuyện nhà đầu tư bên trong và nhà đầu tư bên ngoài. Rồi. Thì tôi vừa chia sẻ với bạn công cụ số 2 nhá. Công cụ số 1 đầu tư bất động sản, công cụ số 2 đầu tư chứng khoán, các công cụ khác bao gồm. Rồi, chúng ta nhanh nhẹn này. Công cụ số 3. Đấy. Đầu tư vàng bạc và trái phiếu. Ê, tôi chia sẻ với bạn cái câu chuyện xuất phát điểm của tôi. À, ngày trước một trong những cái xuất phát điểm mà tôi phải làm Đấy là tôi đi theo một cái gia đình Gia đình này thì họ đã kiếm được nhiều triệu đô la rồi đấy. Và tôi chia sẻ với bạn là như này Gia đình này thì thì uh, họ kinh doanh bằng uh, cái nghề là Kinh doanh tài chính à, Tức là họ thường cho vay tiền Cho vay tiền lãi suất nó cao đấy. À, Ví dụ như là uh, Bạn đang cần tiền Cái nhà của bạn, cái mảnh đất của bạn trị giá 10 đồng thì bạn đến gặp tôi thì bạn hỏi vay tiền thì tôi cho bạn vay 5 đồng ví dụ như vậy thì tuy nhiên thì bạn phải thế chấp cái tài sản và cái thủ tục chúng ta làm với nhau ở đây không phải là cái hợp đồng cho vay mà là hợp đồng mua bán tài sản mua bán tài sản công chứng và nếu đến ngày đến tháng mà bạn không giả thì tôi sẽ sang tên cái tài sản đó Đấy. Thế nên là cái hình thức ở đây nó không phải là hợp đồng cho vay hợp đồng mua bán tài sản luôn thì gia đình này họ kiếm rất nhiều tiền từ cái việc kinh doanh tài chính đấy, Và có những người thậm chí cầm cả mỗi khách sạn đến để thế chấp cho họ để vay hàng triệu đô la đấy, Họ giải ngân rất là nhanh, nhanh hơn bên ngân hàng Và sau đó một thời gian thì họ bảo là đấy thì bây giờ có cần vay ngân hàng không Thì họ lại kết nối với bên ngân hàng cho cái người đi vay Sau đó họ lại làm thủ tục Và bạn muốn vay không? Tôi giúp cho bạn vay ngân hàng Và họ chặt tiếp 3% trên cái số tiền mà cái người đó vay ngân hàng Ví dụ vay 10 tỷ thì họ lấy thêm 300 triệu đấy. Thế thì à, tôi chia sẻ bạn Cái câu chuyện là như thế này à, Gia đình này Thì ngoài kinh doanh tài chính Thì họ kinh doanh thêm bất động sản à, Cứ một số cái tài sản mà họ mua được giá rẻ đấy, Thì họ bắt đầu là họ à, Đầu tư à, Họ cải tạo Sau đó họ lại bán nó ra à, Và một cái hoạt động nữa là đầu tư vàng bạc Tức là như thế này à, Thỉnh thoảng họ thấy Họ canh những cái thời điểm Họ phán đoán được giá vàng nó sẽ lên đấy, Họ chạy ra họ mua sau đó ví dụ 1-2 tháng sau họ bán Họ kiếm lời 10% Ví dụ này Ngày xưa nhé Họ đã đầu tư 2 tỷ đồng Ví dụ họ mua 2 tỷ Thì lời được 10% là được bao tiền hơn mình 10% trong vòng 1 tháng thôi đấy, Thì nó là 200 triệu Thì tôi chia sẻ với bạn Cái việc mà kiếm được 200 triệu đấy Đối với họ nó chỉ là một môn thể thao thôi Nhưng tại sao họ lại làm được môn thể thao đó Đấy, lý do là họ có cái hiểu biết về tài chính Đấy. họ biết được cái thời điểm nào vàng nó sẽ tăng giá thì theo bạn cái hiểu biết về tài chính có quan trọng không Đó. hiểu biết về thị trường có quan trọng không rồi chỉ là thể thao thôi nó không phải là cái việc chính rồi và tôi chia sẻ với bạn là như này à nhiều người à, thì lại coi cái việc đầu tư vàng bạc thì nó không có lợi nhuận cao mà họ thường là khi họ có nhiều tài sản thì họ phân bổ, ví dụ họ bảo không, tôi tài sản 10 đồng, là tôi bỏ 3 đồng ra mua vàng, tôi không tin tưởng vào bất kỳ ai. Tôi không tin vào chính phủ, tôi không tin vào nhà nước, tôi không tin vào bất kỳ ai. 10 đồng họ phân bổ ra 3 đồng, họ mua vàng. Rồi, Rồi. và một số người tôi chia sẻ với bạn cái hiểu biết về tài chính nó quan trọng như thế nào. Rồi. À, một số bạn bảo là em định mua mảnh đất xây nên để lấy dòng tiền cho thuê khoảng 10% năm hoặc là 8% một năm. 8 một năm. Ê, tôi mới bảo bạn nên là không, anh nói em ấy, nếu mà em chỉ cần muốn kiếm 5% à 8% hay 10% một năm, nó có rất là nhiều cách. Đấy. Và anh chỉ cho em một cách khác mà phần trăm nó còn cao hơn mà em nhàn hơn nhiều. Em chả phải mua đất xây nhà cho thuê làm cái gì. Đấy. Đó là nào anh? Ok, em ra mua một cái trái phiếu. Một cái trái phiếu của tập đoàn nào đó mà nó uy tín. Thế thì ví dụ trái phiếu là một cái hình thức mà bản chất là doanh nghiệp người ta vay Và người ta cam kết giả cho bạn, ví dụ 10, 12, 15% một năm Hiện nay có những doanh nghiệp đang huy động 15% một năm luôn Và cũng rất là uy tín, mà không phải là cam huy động không có gì Mà họ có tài sản đảm bảo luôn Thế thì tôi chia sẻ với bạn là chả có rủi ro gì cả Đây tôi cũng đã từng mua chiều, trái phiếu nhiều tôi biết Thế thì ở đây là làm sao? Thay vì, bạn biết không? Bạn biết gửi ngân hàng được mấy phần trăm không? Nhiều người có biết không? Gửi ngân hàng được 5%, 6%, bây giờ ngân hàng tốt thì cho khoảng 6%, ngân hàng là không tốt thì khoảng độ 5%, đấy là gửi hẳn một năm nha, không nói gửi mấy tháng nha, gửi 3, 4 tháng, 6 tháng có khi chỉ được 3, 4, 5% Thế thì bạn biết được bao nhiêu tiền không, bạn biết trinh lệch được bao nhiêu tiền không ạ Một đằng là ví dụ 12% và một đằng là 6%, bạn được 6% đúng không, cứ 1 tỷ một năm bạn thêm được 60 triệu, 60 triệu đủ cho gia đình đi du lịch chơi vài nơi không Bao nhiêu bạn đồng ý là có cái hiểu biết về tài chính là quan trọng, hãy comment vào ô chat là yes. Rồi. Rồi. Thế nhiều bạn thì không biết là thế thì đi, đi đi mua ở đâu. Rồi. Đi mua ở đâu? Thế nhiều bạn không biết. À, tôi ví dụ như là à, tôi có anh bạn là giám đốc công ty à, chứng khoán của một cái ngân hàng. Thì anh gọi cho tôi, ở đây có bên à, hôm cách đây lâu rồi. Anh gọi tôi, ở đây có bên à, Uh, F88 này Bên cầm đồ này Nó phát hành trái phiếu Đấy Tiến con lấy khoảng hơn 100 tỷ không Đấy, Anh cấp cho Đấy Thì Trái phiếu khoảng độ 12% Đấy Thế thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là À Cái hiểu biết về tài chính Đem lại cho bạn cái lợi thế Bạn, bạn nên biết hiện nay nhiều người ấy, Người ta không phải đi làm vất vả Mấy cái ông ngồi cà phê ấy, nhàn hơn nhiều Những cái người mà làm gọi là đầu tắt mặt tối mà họ vẫn kiếm được rất là tốt mà tôi chia sẻ với bạn là đôi khi là họ cũng không phải là những người quá thông minh hơn bạn chẳng qua là họ để ý hơn bạn về tài chính thôi rồi bao nhiêu bạn đồng ý điều này nhiều người đi làm rất là vất vả và không kiếm được bao nhiêu tiền mà lại thua xa một hai ông đầu tư rồi suốt ngày thấy đi cà phê rồi à nhiều bạn thì không biết là mua trái phiếu ở đâu đấy rồi Đúng rồi thì tôi chia sẻ bạn ví dụ một số bạn có thể mua ở đâu ra ngân hàng ra các chi nhánh ngân hàng đấy có thể mua được này một số bạn biết một số cái tập đoàn có thể vào thẳng website đấy đấy, liên hệ rồi nó có nhiều kênh để mua rồi có thể qua công ty chứng khoán vân vân nhiều bạn làm vất vả lắm nhưng mà không có hiểu biết về tài chính rồi đấy là cái công cụ số 3 rồi các bạn vừa nghe đến cái công cụ số 3 nhé Rồi. Bây giờ chúng ta đang vẫn đang nói bên bàn tay phải của đầu tư. Rồi, công cụ thứ tư nào, nữa mình ghi luôn. Rồi. Đầu tư forex. Đồng tiền kỹ thuật số, và đồng tiền kỹ thuật số. Ở bên bàn tay phải không có quá nhiều sự lựa chọn. Rồi. Nói đến đầu tư, bất động sản, chứng khoán, vàng bạc, trái phiếu, đầu tư forex. Rồi, coi. Ví dụ Forex chẳng hạn Thì cái tỷ lệ đòn bẩy thì rất là kinh hoàng Rất là mạnh Một đồng đánh thành 500 đồng rồi. Một đồng đánh thành 500 đồng Nếu mình thấy tỷ lệ đòn bẩy khủng khiếp không Rồi Và tốc độ cháy tài khoản cũng rất là nhanh Rồi Thế nhiều bạn thì có tôi có những bạn học viên bạn ấy tâm sự với tôi là em mỗi năm năm vừa rồi cũng kiếm được khoảng độ hơn 20% từ forex. Thế nhưng mà em chơi forex 7 năm rồi. Đấy và một số bạn ấy thì đầu tư đồng tiền kỹ thuật số đợt này bạn thấy không ạ? Đồng coin, Bitcoin đấy. Tăng giá rất là khủng khiếp. Rồi. Ê, tôi cũng có những bạn ngày xưa chỉ có 200 triệu thôi, nhờ đầu tư vào đồng Bitcoin thế mà cũng lên 5 tỷ đồng. Thì bạn học một cái bài học ở đây là gì? Là công cụ thì nó không sai. Đấy, công cụ thì nó không sai đâu. Quan trọng ở đây ấy, là bạn giỏi cái công cụ đó đến cái mức độ nào. À, lúc mà không ai có thể ngờ được cái lúc mà bitcoin cái ngày trước nó tăng lên vượt qua 10 000 Đấy. và cũng không ai ngờ được lúc nó lại tụt xuống đến tận ba bốn ngàn và cũng bây giờ cũng không ai ngờ được nó lại vượt qua cả 60 000 rồi thì cái bài học ở đây mà tôi chia sẻ với bạn là công cụ thì nó không có sai Đấy. nó giống như là đi đào vàng ấy Đấy. cuốc là sẻng là máy đào nhưng mà quan trọng là bạn giỏi cái công cụ đó đến mức độ nào bạn có chịu khó nghiên cứu về nó hay không học hỏi hay không rồi. bạn có gặp được những người thành công để người ta chỉ dẫn cho bạn hay không rồi ok đấy, đấy thì thì à, sau phần này tôi sẽ chia sẻ cho bạn là ví dụ với cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi chọn công cụ gì và tại sao tôi lại chọn công cụ đó à. ở đây bao nhiêu bạn muốn học một cái nguyên tắc của đầu tư nào rồi một cái nguyên tắc để đầu tư có rất là nhiều công cụ nhưng vấn đề là chọn công cụ gì rồi bao nhiêu bạn muốn học một cái nguyên tắc của đầu tư rồi, tôi chia sẻ với bạn ở đây một cái nguyên tắc của đầu tư rất là quan trọng, bạn ghi từ khóa này vào, và cái từ khóa này nó có thể đi theo suốt cái cuộc đời của bạn trong cái giai đoạn bạn đầu tư, Đấy. nó có tên là tính kiểm soát, rồi. tính kiểm soát có nghĩa là gì, rồi. bất kể bạn đầu tư cái loại hình gì, bất động sản, cổ phiếu, cổ phần doanh nghiệp, chứng khoán, vàng bạc trái phiếu, forex hay là đầu tư coi vân vân ví dụ với cá nhân tôi chẳng hạn đấy, tôi phải có nguyên tắc của đầu tư và tôi hướng dẫn cho rất là nhiều người học một cái khái niệm tên là 15 nguyên tắc của đầu tư thì một trong những nguyên tắc đấy nó có tên là tính kiểm soát tính kiểm soát có nghĩa là gì bạn hình dung là như thế này tôi mua một mảnh đất nó có sổ đỏ rồi nhá nằm trong trung tâm một thành phố tôi có thể làm được những cái điều gì với mảnh đất này rồi khả năng số 1 này mua xong tôi bán nó đi để kiếm tiền khả năng số 2 đấy chưa tôi có thể xây cái nhà lên và sau đó tôi bán đi khả năng thứ ba tôi có thể xây lên cho thuê hoặc có thể tôi xây lên tôi dùng nếu tôi cần tiền mà tôi chưa bán được tôi có thể cắm vào ngân hàng để tôi rút tiền ra bạn hình dung phần này không ạ tính kiểm soát của tôi đối với cái tài sản này nó rất là cao bạn hình dung không ạ tuy nhiên nếu như mà tôi mua ví dụ tôi đầu tư vào thị trường forex chẳng hạn rồi thị trường đi lên và đi xuống Đi lên và đi xuống Tôi cảm giác là tôi rất khó kiểm soát Bạn dung vào này không ạ Vì thế với tôi Thì tôi ưu tiên những cái loại đầu tư Nó có tính kiểm soát cao Và ngay kể cả trong bất động sản Thì nó cũng tách làm hai loại Một loại là những loại kiểm soát được Và cái thứ hai là những thứ không kiểm soát được Ví dụ Nhiều bạn ngồi đây, gần 900 bạn ngồi đây Đi mua của một ông chủ nhà Hoặc một chủ đầu tư Thế người ta bảo em yên tâm cứ đưa tiền cho anh 6 tháng nữa thì anh ra sổ cho em 3 tháng nữa thì anh ra sổ cho em Thế nhiều bạn cũng tin đưa tiền Và sau đó chờ 3 năm, 5 năm không thấy ra sổ Rồi Thấy chưa? Tôi nói thế không có nghĩa là bạn không nên đầu tư loại đó Nhưng bạn phải hiểu Nó có hai loại Trong bất động sản nó có hai loại Một loại là có tính kiểm soát Và một loại là không có tính kiểm soát Rồi Thế rất nhiều bạn mới đi đầu tư không có kinh nghiệm nhưng lại múc vào cái loại là không có tính kiểm soát nôm na ở đây là không có sổ đỏ được chưa bạn dung vào này không ạ ok bao nhiêu bạn đồng ý đây là một bài học rất là quan trọng này rồi và đầu tư vào chứng khoán cũng vậy đấy, ví dụ rất là nhiều người nghĩ đến cái ông Warren Buffett ấy, hay đầu tư vào chứng khoán ấy, kiếm được tiền thế mà nhiều người họ không biết là như này ông đấy là không phải là chỉ đầu tư chứng khoán đơn thuần mà ông ấy mua cổ phiếu nhưng ông ấy thường mua một cái lượng đủ lớn và sau đó ông ấy tác động vào thành viên hội đồng quản trị của công ty ông có thể mua 5%, phần hoặc vài chục phần trăm và sau đó ông ấy tác động vào thành viên hội đồng quản trị của công ty và thậm chí là đẩy cái công ty đấy đi theo một cái chiều hướng còn tích cực và tốt đẹp hơn rất nhiều nên cái bài học ở đây theo bạn là ông ấy có can thiệp đấy, hay là có tác động hay không đấy. thì ở đây ngay kể cả người ta đầu tư trong một số trường hợp người ta cũng ưu tiên cái tính kiểm soát rồi và cái bài học ở đây tôi chia sẻ với bạn là gì ví dụ với cá nhân tôi chẳng hạn thì tất nhiên là tôi sẽ thích đầu tư bất động sản hơn là đầu tư forex tôi có thể thích đầu tư bất động sản hơn là đầu tư bitcoin tuy nhiên nếu tôi đầu tư bitcoin và forex tôi thích đầu tư loại đó thì tôi phải làm như thế nào trong cái đầu tư thì nhiều bạn không biết là như này nó phân bổ ra làm ba loại an toàn tăng trưởng và mạo hiểm nhiều người sai lầm là gì Lúc nào họ cũng chơi tất tay vào mạo hiểm Có 10 đồng đánh hết 10 đồng vào mạo hiểm Một số khác và đôi khi họ may mắn nha Nhưng mà chỉ cần một lần trượt tay thôi Họ bay hết số tiền của họ luôn Và một số người khác thì đánh quá an toàn Cứ gửi tiền vào ngân hàng An toàn thế làm sao mà chết được Nhưng mà theo bạn thì có thành công gì không Rồi không mạo hiểm không bao giờ có thành công lớn Đấy là lý do tại sao mà chúng tôi làm những cái trận đánh lớn Ví dụ chúng tôi đang làm một cái dự án 89 ha, bốn anh em làm chung với nhau Đấy một cái dự án 89 hecta ven đô của Hà Nội. 89 hecta nó có thể tách khoảng 2000 sản phẩm. Tức là 2000 cái nhà đấy, liền kề và biệt thự. Đấy. Thế đây tôi chia sẻ với bạn cái bài học là như này này. Là một số bạn đánh quá an toàn, không bao giờ có thành công lớn. Rồi. Ạ? Một số bạn thì rơi vào thái cực là luôn luôn mạo hiểm. Thì bạn hãy comment vào ô chat đi. Đấy. An toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi, xin mời comment vào ô chat nào. Rồi. An toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Thế thì bạn phải học cái cách cơ cấu vốn và nó có rất là nhiều những cái kiến thức về đầu tư như vậy. Rồi. Và sau này một số bạn có dịp nên học thêm cái lớp 15 nguyên tắc về đầu tư. Rồi. Đấy là một cái lớp rất là quan trọng đấy. Thế thì, thì tôi chia sẻ với bạn là như thế này. Tôi vừa nói nguyên tắc số 1 tính kiểm soát. Ngay trong bất động sản cũng có những loại kiểm soát rất cao và có những loại không có tính kiểm soát. Điều đó không có nghĩa là không nên mua những loại không có tính kiểm soát Nhưng khi mua thì phải cơ cấu vốn Tôi ví dụ tôi vẫn mua những loại đất không có sổ sách giấy tờ gì cả Tại sao? Vì nó không có sổ sách giấy tờ thì mua một đồng Thì nó mới ăn 20 đồng Bạn có hình dung phần này không? Nhiều người thì cứ nói là không có sổ à không có sổ thôi luôn Ai bảo bạn thế? Những loại mà đất càng vớ vẩn thì biên lợi nhuận càng cao rồi em một số bạn mà thậm chí có sổ đỏ chưa chắc là an toàn nhiều bạn không biết cái điều này cứ nói là có sổ đỏ không có rồi có rồi mà an toàn à ai bảo bạn thế có sổ đỏ nhưng lại nằm trong một cái quy hoạch ví dụ như là quy hoạch mở đường chẳng hạn thế thôi có sổ đỏ mà không toang à bạn hình dung vào này không ạ ok bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ cho bạn hãy comment vào ô chat tôi vừa chia sẻ cho bạn này cái khái niệm này tính kiểm soát cái nguyên tắc để chọn cái công cụ đầu tư Đấy. tôi vừa chia sẻ cho bạn là gì về cái cơ cấu vốn Đấy. rồi và theo bạn những cái bài học đó có quan trọng không rồi và theo bạn có hàng vạn nhà đầu tư bên ngoài đang mắc sai lầm hay không rồi có những nhà đầu tư chỉ đánh an toàn an toàn thì bao giờ mới có tiền rồi rồi bao giờ mới lại làm giàu được bao giờ mới có một vài triệu đô để tiêu rồi một số khác đánh quá bảo hiểm lúc nào cũng tất tay cháy sạch sẽ tiền mặt luôn rồi ok ạ à. thế ở đây tôi chia sẻ tiếp cho lớp mình nhá để à, đầu tư công cụ số bốn và không sai nhá công cụ không sai nhá đấy chưa ạ à. nếu đầu tư ví dụ thì nó sẽ liên quan đến việc cơ cấu vốn Bạn vào cuộc chơi đó bao nhiêu tiền đó. Rồi số 5 Ít người biết, ít người hiểu Và ít người có cái khả năng vận dụng nó Vừa nãy tôi chia sẻ với bạn à, Vừa nãy có cái câu chuyện là Hai cái nguyên tắc Một là tính kiểm soát Hai là cơ cấu vốn Thế tôi chia sẻ với bạn một cái nguyên tắc nữa Ví dụ như này Mà nó cũng sẽ quyết định là tôi chọn cái công cụ đầu tư nào à, Tôi ví dụ À, ví dụ như tôi chẳng hạn tôi mua mảnh đất tôi xây nên 50 phòng cho thuê à, vì tôi cũng mua đất tôi xây tòa nhà cho thuê mà để mà gọi là có cái dòng tiền ấy. Thế thì thì tôi chia sẻ với bạn là như này ví dụ khi tôi mua mảnh đất tôi xây nhà lên tôi cho người ta thuê theo bạn tôi có đem lại giá trị trên thị trường không theo bạn tôi có đem lại giá trị trên thị trường không nhờ có tôi mà những bạn ấy có cái phòng để ở giá cả hợp lý Tiếp theo này Tôi mua mảnh đất tôi phân lô ra bán Chúng tôi làm rất là nhiều dự án phân lô Có những cái 200 lô đất Có những cái 100 lô đất Có những cái bé bé khi chỉ 14 lô đất Thế thì, thì, thì theo bạn Cái ông mà đi mua đất rồi phân lô ra ấy, Có đem lại cái giá trị gì trên thị trường không Hay là người ta cứ bảo là là, là, là Ôi cái bọn đầu tư đầu cơ này Suốt ngày đẩy giá lên Rồi Tôi nói bạn này không có những ông phân lô đấy Những người ít tiền không bao giờ mua được Những người có 500 triệu, 700 triệu mới 1 tỷ Mới lại 2 tỷ Không mua được Rồi. Cái việc mà người ta tạo ra những cái sản phẩm vừa túi tiền với nhiều người hơn Cái việc đó được gọi là có đem lại giá trị ở trên thị trường Và tôi chia sẻ với bạn một trong những nguyên tắc của đầu tư Là đôi khi bạn phải có quan điểm về đầu tư à, Việc gì mà đem lại giá trị thì bạn sẽ làm Tôi ví dụ với tôi chẳng hạn thế thì à, khi mà tôi đầu tư bất động sản thì tôi thấy tôi có đem lại giá trị ở trên thị trường, được chưa? À, tuy nhiên nếu mà tôi đầu tư vào forex, đấy, tôi cảm thấy tôi không đem lại cái giá trị ở trên thị trường. Đấy. vì thế mà tôi không ưu tiên. tôi không nói là forex không kiếm được tiền, nhưng tôi muốn kiếm tiền bằng cái việc đem lại giá trị ở trên thị trường. rồi, ok ạ, bao nhiêu bạn đồng ý với quan điểm này? comment vào ô chat. rồi, thì đấy là lý do tại sao mà chọn công cụ này hay công cụ kia, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta nói về công cụ thứ năm nhá, đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Thì vừa nãy tôi chia sẻ với bạn ba cái không biết các bạn ghi chưa? Tính kiểm soát, cơ cấu vốn và đem lại giá trị trên thị trường hay không. Rồi. Nó còn nhiều cái nguyên tắc khác nữa, trong khuôn khổ lớp học này của chúng ta thì không đủ. Tôi đang chia sẻ với bạn cái khái niệm hai bàn tay của đầu tư. Được chưa Ngày xưa, nếu như ai dạy cho tôi, bạn có biết những cái bài học tôi chia sẻ cho bạn giá trị bao tiền không? Ngày xưa chỉ cần ai đó dạy cho tôi về cái nguyên tắc của đầu tư, nguyên tắc số 1, tính kiểm soát bạn có biết là tôi đã đỡ được bao nhiêu tiền không? Đấy. Một trong những cái vụ đầu tư khi mà tôi khởi nghiệp là 1 tỷ mốt Chỉ cần ai đó dạy cho tôi cái bài học đấy thôi tôi đã đỡ được 1 tỷ mốt rồi Bạn nên biết cái điều đó đấy. Nên là nhiều anh em thì tôi hy vọng là bạn hiểu cái giá trị mà tôi đang truyền đạt cho bạn đấy. Đó. Nói số 5, đầu tư cổ phần doanh nghiệp à, Đầu tư cổ phần doanh nghiệp là gì? Đó. Cái khái niệm này thường dùng cho các cái tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư, đấy. các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, rồi. Thế tôi chia sẻ bạn một câu chuyện để bạn hiểu vấn đề luôn. À, Vinagame, đấy. À, Vinagame mà hiện nay thì đổi tên thành VNG đấy, viết tắt của Vinagame đấy, VNG rồi. Thế ở đây bao nhiêu bạn biết Vinagame? Thế có thể là nhiều bạn không biết Vinagame, đấy. Thế nhưng mà bạn đang dùng rất nhiều sản phẩm của Vinagame, VNG. Bạn có đang dùng Zalo không? Zalo là của VNG. Đấy bạn có nghe nhạc Dinh MP3 không? Dinh là của VNG. Rồi, bạn có đọc những cái trang tin tức của Dinh không? Đấy, nó cũng như vậy đấy. Thế thì, thì thì VinaGame, VNG là một cái câu chuyện vô cùng thành công và bạn nên biết là đây là cái công ty gọi là khởi nghiệp kỳ lân duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Kỳ lân có nghĩa là gì? Là công ty giá trị trên 1 tỷ đô la Được gọi là startup duy nhất của Việt Nam Có một số công ty khác Người ta nói là cũng đạt được hơn 1 tỷ rồi Nhưng về sau khi thẩm định lại Thì nó chưa đạt đến cái giá trị đó rồi. Thế thì thì, thì uh, VNG uh, sáng lập Đội ngũ sáng lập ban đầu Năm 2004 thì Có những nhân vật như anh Lê Hồng Minh Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Bảo qua cao toàn Mỹ bốn người Thành lập Thế thì ngày xưa có vốn có 4 tỷ rưỡi thôi Đấy. Và 4,5 tỷ đồng Cách đây khoảng độ 17 năm Và sau đó thì được đầu tư bởi ADG Venture thì Đây một cái số liệu của VNG Năm 2016 doanh thu khoảng 3.000 tỷ Lợi nhuận sau thuế khoảng 543 tỷ Đấy. Hiện tại thì CEO còn trên dưới 20% Và giá trị hiện nay thì đã gọi là vượt qua tỷ đô rồi Đấy, đâu đó là trên 2 tỷ đô cũng gọi là ngang ngửa với FPT đấy nữa mình. Đấy. Thế tôi nói bạn là đây là cái công ty khởi nghiệp công nghệ gọi là tỷ đô duy nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại. Theo bạn thế có giỏi không ạ? Ban đầu là sản xuất game và theo bạn thì cái công ty này người ta phát minh ra cái game à? Hay người ta đi sao chép lại nào? Rồi. Theo bạn là người ta phát minh ra hay người ta đi sao chép nào? Để nhiều người hay cười chê cái việc đi sao chép một cái mô hình kinh doanh và tôi đã từng xem một cái phỏng vấn một uh, phóng viên hỏi anh Lê Hồng Minh là thế thì đến bao giờ thì chúng ta có thể là sáng tạo ra một cái thứ gì đó mới Đấy. Thế thì anh ấy cũng ngập ngừng anh ấy cũng bảo là thực ra thì thì, thì có lẽ là chúng ta cũng bản thân VNG cũng còn thấy là còn rất là lâu mới có thể sáng tạo ra một cái điều gì đó hoàn toàn mới <laughs> bạn hình dung phần này không ạ và đấy là một cái bài học thành công điển hình của rất là nhiều bạn Sao chép trước, cải tiến sau Đó. Nói về câu chuyện về bất động sản cũng thế Nhiều bạn cứ đòi đang định ngồi ở nhà Sáng tạo ra cái phương pháp đầu tư của mình Mua kiểu nọ, bán kiểu kia à. Tất cả những gì bạn đang nghĩ Bạn gọi là sắp làm Đứa khác làm hết rồi Bạn hình dung phần này không ạ Tại sao ấy, bởi vì là bạn đang là gọi là bạn đang ở Việt Nam một nơi có trình độ cao hàng đầu thế giới Đấy. tất cả những việc gì bạn đang nghĩ rất nhiều người người ta nghĩ và người ta làm trước rồi thế giới nó đi trước mình vài chục năm rồi ngày xưa tôi ví dụ tôi làm với thuê nhà cho thuê lại tôi cứ nghĩ là ôi tôi nghĩ ra là cái này hay thế nhỉ thế không phải thế giới nó có lâu rồi và thậm chí nó đặt tên nó là gì luôn rồi bạn giúp phần này không ạ thế là nhiều bạn thay vì ngồi nhà mày mò thì phải đi học các cái mô hình về kinh doanh bất động sản sau đó mà đặc biệt là những bạn ở quê ở tỉnh nữa thì càng phải đi học lên thành phố để đi học du học sau đó là bắt đầu về địa phương mình trở thành số 1, số 2 tôi có quá nhiều bạn học viên ở các tỉnh nó chỉ nhờ hơn người khác ở cái điểm là lên thành phố đi ra hà nội sài gòn đi học học những cái mô hình công cụ và sau đó về địa phương có triển khai thế theo bạn anh phạm nhật vượng anh làm bất động sản giỏi thế thế có vẻ anh đi nước ngoài về không hay anh ngồi ở trong nước anh nghĩ ra được rồi và theo bạn tư duy này có quan trọng không hay bạn đang sáng tạo mua một hai miếng đất rồi rồi bao nhiêu bạn đồng ý tư duy này rất quan trọng comment vào ô chat là yes rồi tôi biết là bạn vẫn đang nghe cái điều mà tôi chia sẻ Đó. rồi quay trở lại nhá Để, à... giả sử thời điểm này thời điểm đó năm quay trở lại năm 2004 bạn biết cái công ty của anh Lê Hồng Minh này VNG mà bạn được tham gia 10 cổ phần nào 10 phần cổ phần đóng bao tiền xin mời lớp mình 10 phần cổ phần đóng bao tiền đóng bao nhiêu rồi 450 triệu sau đó được chưa? công ty kinh doanh thành công kiếm được lợi nhuận 543 tỷ tôi giả sử như này nhá không tái đầu tư gì hết chia tiền anh em luôn Vậy, năm nào chia năm đấy luôn. Nào, 10% bạn được chia bao tiền? Bạn được chia bao tiền? Lớp mình ạ. Rồi, anh em comment vào chat nào để tôi biết là bạn nắm được rồi. 54 tỷ đúng không? Ngày xưa đầu tư bao nhiêu nhỉ? Rồi, ngày xưa đầu tư bao nhiêu? 450 triệu. Rồi. Thì đấy được gọi là đầu tư cổ phần doanh nghiệp, một loại hình một đồng ăn 10 đồng, một đồng ăn 100 đồng. Thôi, giả sử bây giờ bạn chỉ tham gia có 1% thôi. 1 của cái công ty này 4,5 tỷ đồng Đóng bao nhiêu tiền đó nữa mình 1% Vừa nãy là lợi nhuận của 1 năm đấy nhá 54 tỷ lợi nhuận của 1 năm Rồi Tham gia 1% đóng 45 triệu đồng Và câu hỏi dành cho bạn đây Nào bây giờ năm 2016 Lợi nhuận 543 tỷ 1% được bao nhiêu Bạn được 5 tỷ tư đúng không Rồi Ok bạn hãy comment vào ô đi đấy, Đầu tư một đồng ăn 100 đồng Rồi. Như vậy trong các công cụ bên bàn tay phải Chúng ta có bất động sản có chứng khoán đấy chứ, Có vàng bạc trái phiếu có forex coin có cổ phần doanh nghiệp Cổ phần doanh nghiệp là một trong những loại xếp đầu bảng và đấy là lý do tại sao các tỷ phú trên thế giới Các tập đoàn lớn Là rất thích đầu tư khởi nghiệp à, Tôi ví dụ các bạn đang xem chương trình sắc tăng thương vụ bạc tỷ các bạn có xem không Đấy, các nhà đầu tư ngồi dưới đầu tư đấy chính là đầu tư khởi nghiệp đấy Đó. tỷ lệ chết rất cao chưa à, lý gia thành à, top những người giàu nhất châu á ông ấy sở hữu bạn biết sở hữu gì không ạ sở hữu ngày xưa ông ấy đầu tư hai hơn hai cổ phần của facebook bạn biết ông ấy sở hữu gì không ạ ông ấy sở hữu cổ phần của cái zoom này này cái zoom mà chúng ta đang dùng phần mềm này này Đấy chưa? Công ty này trị giá hàng tỷ đô trong cái đợt dịch Covid vừa rồi nó tăng giá một cách khủng khiếp luôn. Thì những người giỏi, những người siêu giàu ấy, họ rất biết cái khái niệm đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Và cái này có phải lý thuyết không? Cái này chả là lý thuyết gì ở đây cả. Tôi chia sẻ với bạn từ kinh nghiệm thực tế luôn. Ví dụ, trước đây tôi giới thiệu cho 10 bạn học sinh của tôi. Mỗi đứa đầu tư bao nhiêu? Bạn biết không ạ? 70 triệu đồng. Đầu tư vào một cái công ty khởi nghiệp. Và bạn biết là sau 2 năm rưỡi được chia cái gì không ạ? Mỗi đứa được cầm một cái sổ đỏ về. Cái sổ đỏ đấy trị giá 900 triệu 900 triệu đồng nhá Được chưa Trong vòng 2 năm rưỡi Thế có được không Theo bạn thế có được không 70 triệu đồng Thành 900 rưỡi là tăng bao lần Rồi 13 lần mà Một số người thoái vốn sớm hơn Được 500 Thế 7 chục triệu mà thành 500 Thì cũng là 7 lần Thế biết làm cái gì Biết khái niệm làm cái gì Rồi chúng ta biết để làm cái gì biết trả giải quyết cái gì cả. Nếu mà bạn chỉ biết không. Rồi bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Tôi chia sẻ với bạn ở đây chúng ta biết cái lợi ích của chúng ta như này này là để bạn không bị lãng phí cơ hội. Được chưa ạ? Tức là ví dụ như này, một bạn vô tình được nghe người bạn của mình, người ta bảo là này, anh ơi công ty em sắp tiến hành cổ phần hóa. Thế thì em phải có cái quyền mua cổ phiếu ở công ty. Cái giá trị tài sản công ty thì nó phải tầm 300 tỷ mà bây giờ định giá có 50 tỷ thôi thì khi bạn nghe cái thông tin như thế bạn không bị bỏ lỡ mất cơ hội bởi vì trước đây bạn đã được nghe tôi chia sẻ à có cái khái niệm là đầu tư cổ phần doanh nghiệp đấy bạn hình dung vào này không ạ ok bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ cho bạn là không bạn không bị bỏ lỡ mất cái cơ hội đấy. bạn có thể đầu tư bất động sản và bạn cũng có thể đầu tư cổ phần của một cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và bạn cũng có thể đầu tư chứng khoán của công ty bất động sản rồi bạn hình dung vào này không ạ rồi và tôi muốn bạn có một cái góc nhìn nó rộng hơn đấy ạ rồi rộng hơn cái việc là đi mua bán đấy, một cái mảnh đất rồi đầu tư cổ phần doanh nghiệp thì cái loại hình này là một đồng ăn 100 đồng Tuy nhiên là tỷ lệ rủi ro cũng rất là cao tại sao vì phần lớn các doanh nghiệp là nguy cơ cắm đầu rất cao tôi đã từng tài trợ cho các bạn khởi nghiệp rồi tôi biết tôi tài trợ cho 20 công ty khởi nghiệp đấy ạ Bạn biết chết bao nhiêu chú không Tôi nói chia sẻ cho bạn đây tất cả những kiến thức ở đây đều là kinh nghiệm thực tế, nó không có gì lý thuyết ở đây cả. 16 chú chết, bạn hình dung phần này không ạ? Khởi nghiệp là cái loại hình mà tỷ lệ chết rất cao. Và ngay kể cả bạn xem chương trình sắc tăng thương vụ bạc tỷ, bạn xem chưa? Bạn hỏi bạn nghĩ xem trên đấy được bao nhiêu chú đang còn sống? Sống khỏe Cái chương trình thương vụ bạc tỷ ấy, các bạn đang xem kể cả có các xác đầu tư. Bạn biết tại sao? Bởi vì các xác đôi khi chỉ hỗ trợ thôi, chỉ kết nối thôi, tài trợ cho ít tiền thôi, thành công hay không nó nằm ở cái người sáng lập cái người lãnh đạo đấy. rồi chứ các xác là không có thời gian rồi các xác không có thời gian được chưa có thể là đưa cho một số nguồn lực để hỗ trợ thôi Thế còn thành công hay không phụ thuộc vào người lãnh đạo doanh nghiệp nó là một cái rất là nhiều biến số nó có rất nhiều biến số tại sao tại sao mà tỷ lệ chết của doanh nghiệp lại cao như thế và nhiều người phải chấp nhận cuộc chơi là thôi mình không làm doanh nghiệp được mình phải sang đầu tư vì doanh nghiệp rất nhiều biến số nào là sản phẩm về tuyệt vời Marketing phải tốt, bán hàng tốt Quản lý tài chính tốt, nhân sự tốt, lãnh đạo tốt Nó rất là nhiều vấn đề Để. Doanh nghiệp nó rất là nhiều biến số Để. Nhưng cái hay của doanh nghiệp là gì Hôm nay một bạn của em chỉ có 100 triệu đồng Nhưng có khi 3 năm sau trong tài khoản Đã có 10 tỷ trong tài khoản Một bạn năm nay chỉ có 1 tỷ, có khi là 5 năm sau Đã có 100 tỷ đồng trong tài khoản Doanh nghiệp nó có cái khả năng nhảy vọt Rất ghê gớm, nhưng mà tỷ lệ chết của doanh nghiệp Rất là cao, đấy vậy? Nó khác với lại đầu tư Đầu tư thì ra mua miếng đất Thì có khi nhiều bạn thì thì cũng chả chết được Đấy. Và nhiều bạn nó rất là dễ dàng thành công Đang đi làm ở cơ quan Có khi cũng là đầu tư thêm được Rồi Rồi bạn hãy comment vào ô chat đi Doanh nghiệp rất nhiều biến số Rồi Chúng ta ôn bài tí nào năm cái công cụ đầu tư bên bàn tay phải nào Ok anh em tóm tắt nào Comment vào ô chat nào Bất động sản, chứng khoán Vàng bạc trái phiếu Rồi Forex coin Cổ phần doanh nghiệp Rồi